em sao? Đọc họ tên đi nào. Mạnh Hùng người à? Ok là. Giờ khá khen anh đã biến, nghiêm túc tập trung công việc, lại ngoan hơn xưa, tiến bộ ngày ngày nữa. Thế nên hôm nay vinh danh anh trước toàn đội sao? Lần này tao sẽ thắt chặt nội quy, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Còn thằng Ánh nha, tao sẽ rình và bắt hết đám bạn ham chơi của mày. Bạn kia trừ điểm đánh son, son do mà cầm tiền cộng tội cái phải trừ. Ca hát trong lớp nha, dấu bim bim ăn qua, một nháy nữa đã ghi tên cô phạt nha. Đại không sơ vin sao thế này, xong đi vào lớp quá tham hơn một giây. Hai ông này sao đây, đừng cãi côi cãi chày, phạt tội đập nhau gây thương đau. Đại ca anh cứu em với thằng trung thủ bọn em rồi, dình xong ghi tên ghi toàn tội giờ hơi. Anh ơi giúp em ngay thôi, sắp phải mời phụ huynh rồi. Được rồi thôi không sao, cứ để đó tao. Anh nghĩ chắc do thằng trung nó mới giúp cái chuyện hôm trước, nên nó muốn chơi anh mày để giật trước đội trưởng về tay. Nếu nó bắt đúng thì thôi, nhưng bọn em đâu có. Mày đi ra sau, anh mở cửa vào màu. Anh ơi anh to gan nha, sao dám mở cổng sau à? Bạn định bao che cho đi muộn đấy à? Thật quá thất vọng về anh, tôi đã quá tin tưởng em anh. Giao phó em trước đội trường, nhầm tưởng rằng em sẽ hoàn nhường. Em không cố ý làm sai, em chỉ mong cô nghĩ lại. Giờ phải tước chức anh. Chụp mông vừa ghi tên xong, mình thật gương mẫu, nhìn thôi đã thấy ngầu. Bạn gái ở quần áo, bạn dắt tà tôi, nhà trường đã cấm tớ ghi tên bạn thôi. Đừng quá tiến sư thằng chúng dám trêu chỉ đây, đừng có cái danh là hay bắt em thằng tay. Vì nó oai oăm từ xưa, có đếch người nào ưa, phải xử lý thằng này biết chưa. Tin chúng ta phải dựng kim, mày cứ nói đi nào em, để anh thử tính xem. Chiều chắc cho chúng bị giã, nó đang bị truy nã, bọn mái chế bao vây tứ phương, chắc không bỏ qua. Chỉ làm theo việc thầy cô giao, vậy mày không biết đã đang thôi bọn tao. Mình phải nhanh một tí, kéo chúng ra đi. Bọn này đánh đá từ xưa khét tiếng mà. Này các em vào bã, để chúng không xa, để thằng này biết chớ sẽ thương bọn ta. Này mấy con kia dừng tay, anh đang ở đây.
Ồ anh cơ ruột của tao đến đây thật sao? Thằng chó chung này hơi láo, tốt nhất là để tao xử lý nó, bọn mày tránh ra. Này anh chắc tao và mày chúng ta hiểu lầm đây. Thằng anh cho to lại đây, hãy cầm một miếng này. Giờ đến lúc tao trả đũa tất cả chuyện ngày xưa. Và chúng ơi mai sau nhớ cho chớ to coi nữa. Trước kia tao có lỗi anh này rồi mày ơi, chỉ cầu mong mày đừng trách thôi. Phần trước tao nhớ là mày cứu tao một lần đây, thì dĩ nhiên tao trả ơn cứu mày là lẽ thường. Chuyện trước đây ta bỏ qua bắn tay từ đây đã.